tóc vàng rồi. Có tóc vàng. Không ai báo lời. Anh Đạt ơi, anh Đạt có chụp ảnh anh chụp đi. Con đợi đấy, con đợi đằng nó khô rồi. Hello, ta không xin chào tất cả mọi người. Chia tay nhé. Bố ơi, mày sấy kiểu đéo mày sấy cho vào lên, sấy lung tung vào lên. Đáo à, sấy xuống. Đây, đây không, các bạn. Sấy cho vào lên. Đây à. Mấy học thì mới từ từ nhuộm màu vì thế em ơi em bị mù màu à. Nhìn tóc rơi hỏi luôn mọi người. Xin chào 94 người anh xem. Ủa nhiều người xem biết. Xin chào 100 người xem. À. Chưa bạn đây. Chưa. Hả? Bạn sấy gì mẹ. Hả? Ui nhiều fan lắm anh, 107 người xem này. Anh đã để nó sấy kiểu gì vậy? Mày để sấy cái thì phải sấy luôn. Sấy sấy như hôm xưa mày đảo thật. Mới học sấy thì mà. Xin chào tất cả mọi người. Anh em đang ở quán anh Đạt 09 ở Phú Cường. Xin nước. Ba đầu luôn, còn thằng giám đốc Lâm nữa. Đấy. Thế này mà biết không biết bị mẹ chửi thế nào đây. Ba tháng mới xác định ra đường. Xin chào Tuấn Tú. Xin chào 124 người anh xem. Đấy. Bạn thấy thằng này nó là thằng có tâm này. Bạn thấy tóc đéo có tâm này. Và tôi bây giờ tôi đang học. Bình thường tôi sấy con Alaska của tôi thì sấy lúc nào nó lông nó kiểu không cần nó cho lết chứ nó bắt cháu đứng lên thì... 130 người xem. Bố ơi, có người hỏi là làm tóc này đi quay clip gì đây. Đứng bộ rồi. Mọi người thấy tóc đẹp không? Chào cắn gì nhá. Chào Trường Bách. Xin chào tất cả mọi người. Mà đây bạn lấy mặt lạ bạn đeo vào đây. Đấy kìa, từ lúc này. Kìa, xong xong các bạn này. Ở đây cái tập trên đây. Đây đây. Đây. Trên tập tích kìa. Thế vào là đeo đầu bạn. Được, được không? Đi đi thế này nhá. Bạn được rồi, nó sấy đi. Ngồi thôi. Mày không phải sấy đâu, tôi kẹo đấy. Ý là đi tóc về nó xù mà tôi luôn. Được rồi, bao công việc kìa. Thôi rồi. Xin chào tất cả mọi người. Đấy. Hôm nay anh em mình được hữu bộ cho đi nhuộm tóc. Đúng rồi, đấy, đúng rồi, đấy, lại là tô lâm đây. Anh em ai muốn tóc đẹp rồi qua gặp anh Đạt 09 ở Phú Cường nhá. Chia đây em ạ. À, lọc đấy. Anh ơi, đi gần gần. Bảo sao chờ mãi bộ không đăng clip đăng... Đây, ba anh em đi nhuộm bạch kim. Đầu tư nhá. Mọi người thấy tóc đẹp không? Có còn vuốt không nhỉ? Vuốt. À, dạ này đi gió. À, mà cầm cái đeo lại. Đeo vào chính tà, tay chín đi. Yến nó bảo vài con lại không nhận ra. À, đây. Mày đây.
Bắt ở đấy trở lại làm sao? Tóc trắng à? Xin chào tất cả mọi người. tối em nhá, lấy máy tính nhỏ không lên là không đăng được clip. Chết rồi, đôi mặt lạ vào vậy thôi. Bạn thì cho Lâm lo độ, nó ngồi giữa lo độ. Xin chào. Anh nhớ Tô Lâm. Anh đạt đây. Hôm nay Hi Bộ sẽ làm một cái vlog rất là hay, thì anh em các biết. Anh em ai muốn nhuộm những kiểu tóc đẹp gặp anh Đạt nhé. Cắt tỉa lung tung luôn. Thôi còn được cắt. Thôi mày cắt đâu. Cắt nhanh. Đấy, không ai bảo rồi. Đẹp trai lắm. Quay lại cho mọi người biết là ba anh em tôi ở đầu chặt. Ba anh em. Bây giờ tôi sẽ tốt cho bạn, bạn phải nhớ. Nhớ không? Sau một khi có cái nào thì bạn phải nhớ là lúc nào. Ai là người tốt như mình, đúng không? Đúng chưa? Chào Trung Tiến nhá. Còn đang cho một phòng đi. Đâu một phòng đi? Cho ba ông vừa. Anh em mà muốn kiểu tóc đẹp dai, nhuộm tóc mà kiểu khoai là gặp anh Đạt nhá. Màu gì cũng lên được. Đấy, ông chủ quán đẹp dai, rúng to ấy. Cái mắt tay thì cái sò. Nhuộm cả lông chim nữa. Gì nữa. Bạn ơi, nhuộm hết rồi. Ok. Cái nhỏ. Bán đây kìa. Thôi tiền lông đến nhau vui rồi. Đấy. Thôi anh em tôi thử đi đường xem có ai chửi không. Anh đẹp chụp ảnh không? Thôi đây. Ba anh em mới cho nhạc chụp cho anh. Ba anh em mới đi chụp cho anh. Đẹp gì? Cho ba ngồi giữa đi. Ba chụp ba cho anh đi trong Facebook thì hiểu lúc chụp ảnh. Ôi, dậy, dậy. Ôi, xin chào tất cả mọi người nhá, anh em tôi vào đây. Mọi người anh ơi.